Đại ca, xin giới thiệu với lại các bạn, đây là Đại tá Nguyễn Hồng Xuân, anh hùng lực lượng vũ trang. Anh đã về hưu rồi nhưng mà anh không chịu nghỉ. Đấy, non người thì ốm yếu kia nhưng mà cứ suốt ngày đi vận động, đi làm từ thiện. Anh là cánh chim đầu đàn của chúng tôi. Và Trần Ngơ, sau một thời gian tìm hiểu những hoạt động của anh và đoàn du ca thì Trần Ngơ đã tình nguyện làm lính của gã du ca này, và thiệt tình với các bạn, đây là một con người Trần Ngơ rất ngưỡng mộ. Đó, các bạn nhìn thấy cũng gầy gò ốm yếu giống như Trần Ngơ nhưng mà đi khỏe lắm, hết đi vận động. Trần Ngơ thì do cái điều kiện công việc cho nên là không tham gia đầy đủ được, nhưng mà quả thật mà xin thú thật với các bạn rằng An tâm, vấn đề chỗ này là anh yêu nước thì anh hãy về đất nước cùng chúng tôi hòa giải dân tộc, cùng chúng tôi bắt tay lo cho người nghèo. Đừng có nói bằng cái miệng, đừng có bình luận ha. Vì á, tao 40 mấy năm chiến tranh rồi, dân tộc Việt Nam cũng là máu đỏ da vàng, có đúng không? Thế thì á, các anh á, nhiều khi á, nói bằng cái mồm rồi á, dùng thủ đoạn phủ thuật chiến tranh tâm lý, quên đi cái kinh đó. Nếu anh nào mạnh dạn về đây đi, chúng tôi sẽ, nếu hòa hợp hòa giải dân tộc, chúng tôi đưa hai tay hai chân, chúng tôi trân trọng kính vâng, đúng mời. vậy, đúng. Nếu các anh làm sai, coi chúng tôi sẽ xử các anh thế nào. Ngày xưa tôi đã từng chiến đấu tại thành phố Hồ Chí Minh này, tại Sài Gòn ấy. Thế thì á, lúc đó các anh bỏ chạy, có đúng không? Mà lúc đó hình như các anh á, là còn bé tí, chẳng biết cái giống đất gì đâu. Tôi nói thẳng, tôi bực, tôi nghe nhưng mà tôi bực, vì á toàn là dân salon chính trị không à, dân cơ hội. Tôi nói lên nói thẳng à, Trần Ngơ cũng biết tánh tôi thẳng mà, thằng nào tham nhũng tôi Vâng, chửi đúng thẳng, thằng nào rồi. đúng giống như Trần Ngơ, đúng đúng anh gì đồng đội tôi chấp nhận, còn anh ăn hối lộ quýt xéo ngay à, thì á, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, đất nước này cũng vậy, và cả đất nước Mỹ, cả Australia cũng vậy thôi. Dám chắc rằng không có thủ đoạn chính trị hay không, dám chắc rằng không ăn hối lộ hay không? Nhưng cái chuyện người Việt chúng ta máu đỏ da vàng nên hiểu nhau và thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau cho những người nghèo hiện giờ, đó là mới là tinh thần dân tộc. Đó. Còn mấy anh nói chuyện tôi thấy là giống như Trần Ngơ mà chửi, nó nói phân tích cho nó hoài, nó có biết, nó có nghe không? Nói thật luôn, những đồng chí ta, những anh em đổ xương đổ máu, bây giờ ta chưa tìm ra được thân xác họ trên rừng già thì các anh nghĩ sao? Rồi anh, những anh đó có tìm được những thân xác của những gã biệt kích máu đỏ da vàng nằm trên rừng hay chưa, hay là chỉ nói bằng cái mồm? Tôi ít có lên livestream mà tôi nói lắm, nhưng mà tôi nghe, tôi thấy cái đài này, cái đài lưu manh. Tôi là thằng khó dạy đấy. Thế thì đồng chí Ngơ nghĩ sao? Vâng, Trần Ngơ rất cảm ơn những chia sẻ của anh, cũng như cảm ơn là anh đã theo dõi, và cũng tuy rằng rất bận công việc nhưng mà anh vẫn để những cái thời gian để mà theo dõi bước đường đi của những người đồng đội, của những người lính của anh. Trần Ngơ rất vui được gặp anh trên này. Một lần nữa xin được giới thiệu với lại các bạn, đây là Đại tá Nguyễn Hồng Xuân, anh hùng lực lượng vũ trang. Ông đã về hưu Anh rồi bình minh à, nhưng thời gian để mà theo dõi bước đường đi của những người đồng đội, của những người lính của anh. Trần Ngơ rất vui được gặp anh trên này.
một lần nữa xin được giới thiệu với lại các bạn, đây là đại tá Nguyễn Hồng Xuân, anh hùng lực lượng vũ trang. Ông đã về hưu anh rồi Bình Minh à? Nhưng mà anh Bình Minh à, cái nick anh Bình Minh vừa lên đấy nha. Bắc Việt cũng như Nam Việt cũng như Trung Việt đừng có đưa vào đây mà ba kỳ mà chia rẽ cả một sắc tộc nha. Sắc tộc Việt Nam là chỉ là một Việt Nam thôi. Chúng tôi Trần Ngơ ngoài Bắc, tôi dân Củ Chi, tại sao thân với nhau? Vì chúng tôi là người lính, máu chúng tôi đổ ra cho quê hương này cũng như máu của anh em Việt Nam Cộng Hòa đã đổ ra trong thời kỳ chiến tranh, có đúng không vậy cái anh Bình Minh? Còn cái đó là quá khứ, tại sao các anh không dẹp lại hả? Các anh có dài Việt Nam này mà lật đổ được chính quyền không? 90 triệu dân này mấy anh nắm chắc được bao nhiêu? Trả lời đi. Về đi, tôi rước tại sân bay luôn. À, chút xíu đừng có nói là thành viên tham gia chương trình nói nha. Hả? Chứ đừng có nói mà là cứ lên mạng mà chửi bới thùm rồi xuyên tạc cái gì? Xuyên tạc cái gì? Làm được cái gì? Không có mấy cộng sản này thì các anh á vẫn là cái gì? Vẫn là ăn lương của Mỹ. À, các anh vẫn bị lệ thuộc kinh tế. Còn hiện giờ, hiện tình đất nước đôi lúc có sai và có đúng. Chứ không thể nói rằng một hai con sâu là làm rầu nồi canh đâu nhá. Còn cả một dân tộc, còn cả 90 triệu dân. Không, đồng chí Trần Ngơ hôm nay mặc quân phục nói chuyện, ok. Đó, hoặc mặc ngay cái áo đại diện cho đoàn du ca, đoàn văn công du ca thiện nguyện quê hương. Dạ dạ. Nha. Rồi, à, đồng chí là người phát ngôn dạ, cho mời. Đoàn. Vâng, cảm ơn anh, người thủ trưởng, người anh cánh chim đầu đàn của đoàn du ca thiện nguyện. À, chúc anh luôn luôn dồi dào sức khỏe, giữ gìn sức khỏe để xả những cái cánh bay dìu dắt những đàn em, những người đồng đội của mình đến những việc làm thiện nguyện. Và rất mong sẽ có một buổi nào đó sẽ được trò chuyện với anh, chỉ có hai hay là anh em mình thôi, để chia sẻ những nỗi niềm. Xin được giới thiệu lại với các bạn, đây là đại tá Nguyễn Hồng Xuân, anh hùng lực lượng vũ